Gia Ân và Thi Nhung xin thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh ngày hôm nay là một bản tin cho hay. Cháy lớn tại công ty sản xuất bao bì ở Cần Thơ. Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty Kim Ngọc Long thuộc công nghiệp Trà Nốc 1, phường Trà Nốc, quận Bình Thủy, kéo dài 5 giờ đồng hồ ngày 26 tháng 12. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vụ cháy bắt đầu từ khoảng 18 giờ. Ngọn lửa phát ra từ khu vực nhà xưởng rất dữ dội, bao trùm cả công ty. Lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Bình Thủy và thành phố Cần Thơ đã điều động hàng chục xe chữa cháy. Đám cháy vẫn bùng phát cao nhưng chưa có dấu hiệu giảm. Nhiều xe cứu thương đã xuất hiện. Theo người dân sống gần hiện trường thì đám cháy xuất phát từ khu văn phòng của công ty, sau đó lan rộng ra khu nhà xưởng phía sau rồi bùng phát. Khoảng 20 xe chữa cháy chuyên dụng của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và công an thành phố Cần Thơ với hơn 200 cán nhân viên tham gia chữa cháy. Nhà xưởng phía sau công ty Kim Ngọc Lâm gần như đã bị cháy rụi sập. Chủ tịch quận Bình Thủy cho biết hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người. Thưa quý vị, đã có hàng chục thanh niên cầm gậy náo loạn đường phố ở Sài Gòn. Chiều ngày 26 tháng 12, công an ở quận Bình Thạnh, thành phố Sài Gòn cho biết đã có mặt tại hiện trường để can ngăn, giải tán và giải quyết vụ hàng chục người cầm gậy và gạch đá làm náo loạn đường phố. Người dân tại khu vực xảy ra sự việc cho biết, vào trưa ngày 26 tháng 12, tại đoạn đường Nguyễn Gia Trí ở quận Bình Thạnh đã xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên có cầm gậy, gạch đá làm náo loạn đường phố. Sự việc khiến cho người đi đường và người dân cư ngụ ở lân cận hốt hoảng tấp xe vào lề đường hoặc chạy vào nhà để lẩn tránh. Công an quận Bình Thạnh đã có mặt can ngăn, giải tán đám đông hung hăng và tiến hành xác minh cũng như giải quyết sự việc này. Theo thông tin ban đầu, thì trong thời gian qua, nhiều người mua nhà tại một chung cư trên đường Nguyễn Gia Trí đã xảy ra mâu thuẫn với chủ đầu tư của chung cư. Nội dung mâu thuẫn xung quanh việc một căn nhà lại bán cho nhiều người làm giấy tờ chưa xong. Trưa ngày 26 tháng 12, những người mua nhà đã gọi thêm nhiều người đến, gây sức ép đòi lại quyền lợi và hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo đến từ Đồng Nai cho hay, phát hiện 7 xe tải lén đổ chất thải xuống hầm đá. Ngày 26 tháng 12, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý vụ các tài xế xe tải đổ trộm chất thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường. Theo xác minh ban đầu, vào 2 giờ 45 cùng ngày, lực lượng này bắt quả tang 7 xe tải chở chất thải vào khu vực hầm đá ở ấp An Hòa, xã Hóa An để đổ. Lúc này, nhiều tài xế đã bỏ lại xe rồi chạy trốn. Lực lượng công an sau đó đã khống chế được 2 tài xế, 2 phụ xe và tạm giữ 7 xe tải cùng hàng trăm tấn rác thải để phục vụ điều tra. Tại hiện trường, thì lực lượng chức năng đã xác định được 3 xe tải chuẩn bị đổ bao bì ni lông, giấy trà nhám và vải vụn xuống hầm đá. Những xe còn lại chở các chất thải công nghiệp dạng buồng đang chờ đến lượt trút bỏ. Làm việc với công an, tài xế Lưu Văn Thắng và Thạch Thông đều khai gom thu rác từ các công ty ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương, mang đến các công ty chuyên xử lý rác thải để xử lý. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, nhóm này đã vận chuyển đến hầm đá đổ ra môi trường để tránh mất chi phí. Trong khi đó, thì đã xảy ra một vụ bắn và chém nhau kinh hoàng tại Hải Phòng. Ngày 26 tháng 12, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang điều tra để làm rõ vụ nổ súng và đánh chém nhau giữa phố Hồ Sen trong đêm 25 tháng 12. Theo người dân xung quanh khu vực, thì khoảng 23 giờ đêm xuất hiện nhóm thanh niên đánh chém rượt đuổi nhau ngay trên phố và có ít nhất là 4 cho đến 5 tiếng súng nổ. Hình ảnh từ video người dân ghi lại cho thấy một thanh niên mặc áo khoác xám chạy gần quán cà phê tại ngã ba đường vòng Hồ Sen thì bị cả nhóm đối thủ lao vào tấn công. Người này bỏ chạy nhưng vấp ngã nên bị nhóm đuổi theo dùng ghế đập vào người. Nam thanh niên sau đó cố vùng dậy, chạy vào đường vòng Hồ Sen, song vẫn bị truy đuổi và tấn công. Sau đó ít phút, đồng đội của nam thanh niên bị đánh từ trong quán bar chạy ra định ứng cứu. Hai bên tiếp tục hỗn chiến dữ dội ngay trên phố. Trong lúc hỗn chiến, có người trong nhóm đối thủ rút súng ra bắn liên tiếp từ 3 cho đến 4 phát, khiến cho nhiều người hoảng sợ và tìm chỗ ẩn nấp. Theo thông tin ban đầu cho biết, vụ việc khiến cho một người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong đêm 25 tháng 12.
Hiện tại, cơ quan chức năng đang tập trung xác minh, làm rõ nhóm đối tượng có liên quan đến sự việc này. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì người dân sống khổ sở bên trong công trình chống ngập 10.000 tỷ bị đình trệ. Trong khi chủ đầu tư và tư vấn giám sát vẫn đang đấu đá lẫn nhau, khiến cho dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng thời đình trệ. Giới chức trách thành phố Sài Gòn đứng giữa lại bất lực, vụ việc khiến người dân thành phố vẫn là nạn nhân khi ngập lặn trong nước ngập. Hàng trăm nhà dân tại quận 8 phải sống trong bất an vì sụt lún và buôn bán ế ẩm do công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng gây nên. Sau khi dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng tạm ngưng thi công, giới chức thành phố Sài Gòn Cộng sản Việt Nam đã có văn bản cầu cứu Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trì họp với các cán bộ ban ngành thành phố để giải quyết vướng mắc của dự án. Tuy nhiên, mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi về thành phố Sài Gòn về việc thực thi dự án để giải quyết ngập do triều cường của khu vực thành phố có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu. Trong thời gian này, gần 200 căn nhà tại khu vực Bến Phú Định thuộc hai phường 7 và phường 16, quận 8 bị rung lắc, đồng thời xuất hiện nhiều vết nứt. Bên cạnh đó, thì công trình nhiều lần xảy ra tình trạng mất an toàn như ngã cần cẩu, cừ thép ngã xuống đường, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Tàu cao tốc du lịch chìm trên vịnh Nha Trang và hai người đã tử vong. Chiều ngày 26 tháng 12, cano cao tốc chở hơn 20 người, trong đó có rất đông khách Trung Cộng ra vịnh Nha Trang ở Khánh Hòa tham quan. Đến khu vực làng chài gần đảo Trí Nguyên, cano đã bất ngờ lật úp, hành khách bị hất văng xuống biển. Nhiều tàu thuyền gần đó đã phát hiện và tiếp cận cứu nạn, đưa vào bờ. Tuy nhiên, một hành khách Trung Cộng và hướng dẫn viên Việt Nam đã tử vong. Một bé trai đang trong tình trạng nguy kịch. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa cho biết, cano bị nạn của doanh nghiệp kinh doanh vận tải du lịch biển. Lúc gặp sự việc, cano không xảy ra đâm va và chở đúng người quy định, còn hạn đăng kiểm. Tất cả hành khách đều mặc áo phao. Chính quyền Khánh Hòa đang làm việc với những người liên quan để điều tra nguyên nhân. Được biết, vịnh Nha Trang rộng khoảng 570 km2, gồm 19 hòn đảo lớn nhỏ. Đây là một trong những hình mẫu tự nhiên có hệ sinh thái đất ngập nước, rạn san hô, rừng ngập mặn và thảm cỏ biển. Vịnh Nha Trang thu hút nhiều du khách tham quan mỗi ngày. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho hay nước uống trong trường tiểu học ở Hà Nội bị nhiễm trực khuẩn. Sáng ngày 26 tháng 12, phụ huynh có con theo học ở trường tiểu học Chu Văn An, Hoàng Mai, Hà Nội nhận được tin nhắn với nội dung: sau một số thông tin về nước uống Việt xưa, nhà trường quyết định dừng dùng sản phẩm này và thay bằng nước Lavie bắt đầu sử dụng từ ngày 26 tháng 12. Nhiều cha mẹ bày tỏ sự bất bình vì phải mất đến 10 ngày kể từ khi nhận được kết quả khám xét nghiệm từ nước uống đóng bình Việt xưa nhiễm khuẩn. Nhà trường mới ra thông báo cho dừng. Theo phụ huynh, thì sau thông tin phát hiện vi khuẩn trong nước uống đóng bình Việt xưa, loại nước học sinh trường Chu Văn An dùng hàng ngày, đầu tháng 12, ba phụ huynh kiến nghị nhà trường kiểm tra. Ngày 5-6 tháng 12, ba mẫu gồm một bình đang dùng dở và hai bình nguyên niêm phong được đưa đi thử nghiệm ở Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Sau khi được nhận kết quả, ban phụ huynh đề nghị trường ngừng sử dụng loại nước uống này và hiệu trưởng đã chấp thuận, đồng thời đưa ra phương án tạm thời cho học sinh dùng nước đun sôi để nguội. Bắt đường dây bán vũ khí và công cụ hỗ trợ quy mô lớn tại Gò Vấp. Ngày 26 tháng 12, Công an ở quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn cho biết đã vừa phát hiện được đường dây chuyên bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên mạng do Phan Văn Trí, 22 tuổi và Dương Văn Lập, 24 tuổi cầm đầu. Sau thời gian theo dõi, công an đã phát hiện tài khoản trên mạng xã hội Facebook và Zalo mang tên Văn Trí, rao bán công cụ hỗ trợ và phương tiện tự vệ, có kèm video clip, giới thiệu và số điện thoại. Trí và Lập cũng thuê nhà trọ ở Gò Vấp để bán hàng có quy mô lớn, nên công an đã lập chuyên án để triệt phá. Khám xét nơi ở của Trí và Lập, thu giữ nhiều vũ khí thô sơ. Tại cơ quan công an, bước đầu hai nghi can này khai nhận đã đặt mua những vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ từ Trung Cộng, rồi chuyển vào thành phố Sài Gòn để tiêu thụ thông qua mạng Zalo và Facebook. Khách hàng mua hàng thì chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, hàng sẽ được giao đến khách. Qua điều tra, cơ quan công an xác định khách hàng của Trí trên cả nước từ năm 2015 cho đến nay giao dịch khoảng 3 tỷ đồng.
Còn Lập thì sử dụng đến 8 tài khoản ngân hàng để giao dịch mua bán. Hiện tại, hai nghi can và toàn bộ tang vật được giao cho công an quận Gò Vấp để tiếp tục giải quyết. Kính thưa quý vị, hai cán bộ phòng nông nghiệp ăn chặn tiền bảo vệ rừng của người dân bị bắt tại Hà Giang. Ngày 25 tháng 12, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can bắt tạm giam ông Phùng Văn Anh, 36 tuổi và Đoàn Văn Dự, 36 tuổi, về tội lạm dụng chức quyền quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Hai bị can đang làm việc tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bắc Quang. Cùng ngày, các cơ quan chức năng đã khám xét phòng và làm việc, nơi ở của các bị can này. Theo kết quả điều tra ban đầu, Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Bắc Quang thực hiện không đúng theo quy trình thực hiện dự án từ khâu thiết kế, giao khoáng. Trong đó, tại một số xã của huyện Bắc Quang, cơ quan điều tra phát hiện các bị can đã phối hợp với xã Thống Nhất để giữ lại 30-40% số tiền công bảo vệ rừng của người dân. Đáng chú ý trong số các sai phạm này là số tiền của các đối tượng liên quan chiếm đoạt là kinh phí để tăng thêm thu nhập cho người nghèo tại vùng khó khăn. Đây là số tiền phải chia cho các gia đình đã ký hợp đồng giao khoáng và bảo vệ rừng tự nhiên theo chương trình phát triển nông nghiệp bền vững trong giai đoạn 2016-2017 của tỉnh Hà Giang. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án. Phá đường dây đánh bạc tiền tỷ qua mạng do người nước ngoài tổ chức tại Đà Nẵng. Ngày 26 tháng 12, Công an ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây đánh bạc lớn qua mạng do các đối tượng người Trung Cộng tạm trú tại đường Dương Văn Nga ở quận Sơn Trà thực hiện. Trước đó, vào ngày 19 tháng 12, Công an ập vào hai ngôi nhà của người dân cho thuê ở đường Dương Văn Nga, phát hiện nhiều người Trung Cộng đang lưu trú. Trong tổng số 17 người thì có 11 người Trung Cộng, 6 người Việt. 7 người Trung Cộng và 6 người Việt nhận lương từ 4 cho đến 5 ngàn nhân dân tệ cho một tháng một người để dùng máy tính lôi kéo người tham gia đánh bạc trực tuyến. Khách chơi chủ yếu là người Trung Cộng. Đáng chú ý, Công an quận Sơn Trà xác định được số tài khoản đang tham gia đánh bạc ghi nhận được số tiền là hơn 1 triệu 200 ngàn nhân dân tệ, tương đương với 5 tỷ đồng. Công an quận Sơn Trà đã tạm giữ 11 thị thực và giấy thông hành, 81 điện thoại di động, 26 máy tính xách tay. Hiện nay, Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra sự việc này. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam Thành đến tỉnh cùng với Gia Ân và Thi Nhung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp. Thân ái kính chào quý vị.